Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Chỉ là một quyền lại chặt đứt cánh tay của tứ trung cảnh. Lâm Phong này thật sự chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tam trùng hay sao? Một tên phế vật. Còn có người. Đúng không? Mới nhìn thì biết một kẻ hèn nhát, chỉ biết võ mồm, nếu như thật sự chiến đấu sẽ như rùa rụt cổ. Nếu như ngươi cũng được xem là thiên tài của đế quốc Nông Sơn, thì đế quốc Nông Sơn đúng là khiến người khác thất vọng rồi. Đáng ghét. Mượn mình để sỉ nhục đế quốc Nông Sơn, đúng là vả mặt. Mình lại không dám phản bác lại, nếu như mình đánh có thể sẽ bị phế. Vu Quân đúng là ngầu thật. Đừng làm loạn nữa. Tu vi của các hạ không yếu, chỉ dựa vào sức mạnh đặc biệt đã đủ để đánh bại cường giả của cảnh giới huyền võ cảnh tứ trung, thực hiện khiêu chiến vượt cấp. Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, ở đây là đế quốc Nông Sơn. Đế quốc rốt cuộc cũng là đế quốc, không phải một tuyết nguyệt nhỏ bé như ngươi có thể so sánh được. Ở đây vô số thiên tài, ngươi có thể trị ngươi rất là nhiều. Ở đây càng không ít, chỉ là không muốn nghỉ mạnh hiếp yếu mà thôi. Ý của ngươi là ngươi có thể dễ dàng chiến thắng ta, chỉ có điều là không muốn nghỉ mạnh hiếp yếu, sỉ nhục ta hay sao? Làm người thì vẫn nên biết rõ bản thân mình thì tốt hơn. Câu này ngươi cứ để cho bản thân mình dùng thì hơn. Ngươi đừng có mà không biết điều như vậy. Ngươi có thể bước vào tầng thứ 9 của Thiên Hành Cung, ít nhất đầu nào huyền võ cảnh tứ trung. Người của huyền võ cảnh ngũ trung ở đây cũng không ít. Ta chính là một trong số đó, trừ khi ngươi thật sự cho rằng dựa vào sức mạnh đặc biệt của ngươi thì có thể xem thường tất cả. Ta khuyên ngươi một tiếng, đừng nên tự tìm cái chết nữa. Huyền võ cảnh ngũ trung rất lợi hại hay sao? Ngươi nói là hắn xem thường tất cả, khuyên hắn không tìm chết. Vậy chúng ta cá cược thế nào? Ngươi muốn cược cái gì? Ngươi và hắn đánh một trận, nếu như hắn thua, ta sẽ thua cho ngươi Thiên Huyễn Mị Ảnh. Nếu như ngươi thua, ngươi phải cho ta 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Già không giống nhau, toàn bộ đều phải đầy đủ. Hơn nữa ta cần 2 phần. Ai đừng có tự mình đưa ra chủ trương như vậy có được hay không? Quỳnh Tương Ngọc Dạ, người thân là người của Tinh Mộng Các, không thể nào không biết ta không thể nào lấy ra được đồ cá cược. Ở đây mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một bình, còn không thể nào đưa đi. Hơn nữa, Thiên Huyễn Mị Ảnh có tác dụng gì với ta chứ? Ta sẽ cược với người. Lời của ngươi là nói với ta có đúng hay không? Vừa hay ta cũng muốn mở mang tầm mắt với Thiên Huyễn Mị Ảnh, công pháp độc môn của Tinh Mộng Các. Vậy thì lấy 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Già của 2 phần đầy đủ cược với ngươi. Tốt, không hổ danh là tiểu thư của Đường gia, quả nhiên rất có khí phách. Lâm Phong, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Già này đồng thời sử dụng, có thể có kết quả khiến ngươi không thể nào ngờ được đâu. Trận chiến này ngươi tự mình xem đi. Cảm giác bị lợi dụng rồi, đây rõ ràng là đưa theo mục đích của bản thân mà tới. Quỳnh Tương Ngọc Dạ là của ta, đừng nề mề nữa, đánh nhanh thắng nhanh đi. Ta sẽ làm hài lòng ngươi. Thiên, Phật, Quyền, Diệt. Một quyền của hắn sử dụng sức mạnh gì, đúng là đáng sợ thật. Ta thua rồi, ta thua rồi. Còn cần đánh nữa không? Không cần, ngươi thắng rồi, cầm lấy đi. Cảm ơn.
Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Có thể được chọn chúng đến tham gia tỷ thí tuyết vực, quả nhiên là không tầm thường. Lâm Phong này thiên phú không tệ, chính là cảnh giới có hơi thấp một chút. Nếu như có thể đạt đến huyền võ cảnh ngũ, lục trùng, thì có thể sẽ có thành tựu xuất sắc ở trong tỷ thí tuyết vực.